Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Phá. Nhà, nhà đâu thôi? Xem trưởng đây. Còn có thể chống cự ba hiệp trong tay của mấy người bọn ta, không ngờ là thể chất Long Hoàng. Cháu gái Tử Nghiên, tộc cổ Long nội đấu đã tổn thất nghiêm trọng. Chuyện này đến nước này thôi, tại sao ngươi không thể nhường một bước? Bắc Long Vương, đừng có giả vờ từ bi ở đây. Năm đó ngươi nhân lúc phụ hoàng của ta mất tích, tự xưng làm vua, dẫn đến việc Long tộc bị chia cắt. Bây giờ còn mặt mũi để nói về tình hữu nghị đồng tộc hay sao? Lúc chúng sinh đảo Đông Long chết thảm ở dưới nanh vuốt của ngươi, ngươi đã từng có chút lòng thương xót nào hay chưa? Ơi, nếu như cháu gái Tử Nghiên vẫn còn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ như vậy, thì bổn vương chỉ có thể bắt ngươi về trước. Đợi khi ngươi tận mắt chứng kiến tộc cổ Long hưng vượng, ngươi sẽ hiểu những gì bây giờ bổn vương làm là chính xác nhất. Tiểu nha đầu, đừng phản kháng nữa, nếu không thì sẽ thật sự phải tiễn ngươi xuống đoàn tụ với phụ vương của ngươi đấy. Hôm nay Tử Nghiên sống chết cũng không sợ, thề chết chống địch. Ơi, khi lâm trận vội vàng cưỡng ép đấu khí thăng cấp, cố sức để thúc giục cơ bản khó mà duy trì được đâu. Hờm, đúng là dãy giụa trước khi chết. Cháu gái Tử Nghiên kết thúc rồi, đáng ghét, nếu có thể thêm một chút thời gian nữa thôi. Lão già Long tộc, đừng hòng hại cô ấy. Hoàng Tuyền trưởng là đấu kỹ thiên giai, tránh ra. Là ai dám nhúng tay vào chuyện của Long tộc ta? Phá. Tử Nghiên, ta đến rồi. Tiêu Viêm, sao huynh lại? Wow, cho cô cái này, không ăn no thì làm sao mà có sức đánh nhau. Một nhị tinh đấu thánh nhỏ bé, tên tiểu tử này cũng dám đến nhúng tay vào chuyện của đảo Cổ Long. Tuy ta trẻ tuổi nhưng cũng hiểu được đạo đức liêm sỉ, không giống như là các người là trưởng bối của cô ấy mà lại tập hợp bắt nạt một cô gái nhỏ bé như cô ấy. Cái quái gì vậy, đến lượt ngươi giáo huấn bọn ta hay sao? Tiểu tử muốn chết. Hoàng Tuyền, thiên nộ, loại chấn động này là công kích linh hồn. Ôi lợi hại quá, dĩ nhiên rồi, tiểu xúc sinh, bổn vương phải xé lát người. Còn có thể chống cự được một lúc nữa. Ai, đánh thắng thì không thể, tranh thủ một chút thời gian thì vẫn được. Cố gắng giúp ta kéo dài thời gian, chút nữa là ổn rồi, giao cho ta. Phật nộ hỏa liền.